nó bên này. Mình sẽ dịch từ từ thôi. Được chưa? Hello anh em nha. Tại thì mình đang ở bên khu vực 1 Bình Dương. Nay sẽ đi lắp thay cho khách con bơm hai đầu này. Bơm hai đầu hút giếng khoan nha, giếng khoan 60 ở bên này này. Ở đây thì con máy hai đầu này hiện tại đang xài này là nó bị cháy rồi. Hàng này là hàng tân trang nha, tại vì nó có sơn lại hết rồi á. Sơn hết rồi, còn mình sẽ đổ qua con bơm nhóc Type P hai đầu mọi người. Dây đồng 100% nha. Mình nói dây đồng thì nó là dây đồng, mà mọi người mua dây nhôm thì mình kêu dây nhôm là dây nhôm. Chứ mình không có kiểu báo dây đồng mà lấy dây nhôm đâu. Nếu mà mua về mà kiểm tra dây đồng mà bán cho mọi người dây đồng mà mọi người kiểm tra máy dây nhôm á, bồi thường cho mọi người phải tặng cho mọi người thêm 10 con nữa về kỷ niệm chơi nhá. Đó là cam kết của bên mình. Nói sơ về cái này, thứ nhất á, bên mình á có nhiều người hỏi là tại sao mà máy mới mà nhìn như cũ vậy. Thì thực ra cái inox 304 này nó không bao giờ nó sáng bóng được hết á, bắt buộc nó phải vậy. Trong khi làm á nó sẽ bị xước nữa. Và đây là những cái đốm này này, là những cái đốm hàn để mà mình giữ cái phe lại, cái phe ở trong á, máy với cái lại cái vỏ thì bắt buộc phải hàn tít nha. À, tít nha, thì nó sẽ có như vậy nha. Đây là những khớp nối inox này, khớp hàn nối này, ok chưa. Còn cái đầu bơm á thì đầu này sẽ đầu gang, đầu này 1,5 người, còn đầu này đầu 1 người. Nó sẽ mình sẽ không có sơn, mới sao là mình để vậy luôn, nguyên si vậy luôn cho mọi người biết là máy mới, chứ không có kiểu như là kiểu là tân trang như anh em chỗ khác vẫn làm đâu. Đây kén bằng quạt bằng ga nè, ga ha, bằng dây đồng 100% nha. Ký hiệu rất đơn giản thôi, máy nhiều mà, chữ D là đồng, D là đồng nha, còn N là nhôm đó. Mọi người để ý mua máy cái để ý cái đó. Đây là cái cục K3, đầu này đầu hút vào này 42 này, da 34 này, rồi đầu hút này vào 42 này, đầu ra 34 này. Tại vì bơm hai đầu á, bơm chung hút chứng hồi á thì bắt buộc nó phải vậy. Anh em đừng có thắc mắc là tại sao nó xước nhá. Xước này tại vì trong lúc làm á nó phải buộc phải vậy, nhưng mà inox 304 lúc nào nó cũng vậy hết á. Đó là hai đầu. Giờ sẽ thay qua con bơm này. Vặn này ra cũng được mà. Vặn ra mình hút cho nổi cũng phải hơn à. Có nổi, muốn nổi 42 thôi. Mọi nổi có nổi chứ. Anh còn muốn nổi 42. Đây, như những con bơm của người ta thì đây, người ta sơn từ trong ra ngoài sơn hết luôn. Nhìn là mọi người sẽ biết là nó là tân trang lại liền à. Đây. Đây đây, sơn lem bắt tại là nhà này. Không, sơn đốm luôn mà. Cái nắp này nắp cũng bằng nhôm á, uốn lại thành không? Tôn chứ. Tôn, cũng bằng tôn. Một lệnh đây. Ma chỉ biết mình đấm. Cùng là một đầu lớn một đầu nhỏ nha. Giếng khoan của nó thì ở đây này, giếng này thì giếng 60 này, đầu hút này, thứ hai này, đầu ra đường hồi này, nó làm cái mồi này, làm đi lên xuống, tôi xa lại cái đó mà, hụt vô là có rồi em. Thì giờ cắt đây thì cũng thiếu á, mới thiếu ống á, có một hai lắm. Tại vì nay rảnh cho nên anh em mình đi đông nha. Mình nhận trách nhiệm là quay video bồn nước ở trên kia, nó bơm lên cái bồn đó xài cho hết cái khu của công ty này, cái xưởng này rất là rộng luôn, qua bên kia luôn. Và cho nên những cái chỗ nào mà là dây đồng thì bắt buộc là mình phải báo dây đồng nha, còn dây nhôm thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào mà báo được đâu, tại vì công ty mà bầy bà nó cháy mất công lắm. Đủ hả anh nói. Có. Ok. Hay quá. Bây giờ đây là công đoạn cái lắp bơm hai đầu nha. Bên này sẽ là đầu hút. Hút của đầu bên này. Chú nữa cứ gắn đầu răng vô hết đấy, rồi mình sẽ nói sơ cho anh em hiểu nguyên lý hoạt động của bơm hai đầu này khi mà kết hợp với cái giếng khoan triệu hồi, và giếng khoan sử dụng bộ hút sâu quá nha. Thấy như cái thằng luôn với cái máy bay mà chỉnh treo đó, thấy luôn mà đéo hiểu sao tôi được. Lúc mà nó giận chỉnh treo cũng nghe chỉnh treo thật, nên nó kêu nó lừa người ta rồi mà lại. Chỉnh mới chỉnh treo chứ. Chỉnh treo cái con bố máy bay. Vậy thôi. Bro bá đúng không? Chỉnh treo.
nó nổi tiếng rồi. Chuyến review với mày cái đồ làm phim. Đây là hai cái đồ đăng để bàn vô và like cho mấy bơm. Nha, hẳn là quế thì có vui như vậy là bàn đô tin tự không? Bàn đô tin nhau đi. Ba chữ. Ai gọi Vinh? Mình làm nổi sẵn. Tí nữa không, tí nữa siêu mình cho sữa mình. Ừ. Cái đường hôi nó làm vậy sao mà hôi về được ta? Được. Nó phải đi hôi gì đây. Ừ mà hẳn môi nước đây chỗ lên đây lên đây đầy ngược ra đỏ mà. Bắt đầu mình mới gắn được hay không ta? Cái đường hôi này. Nói xuống. Đường hôi này người ta đi nha. Chứ còn mình cũng biết nói sao nữa. Thế. Mình là mình gặp lần đầu. Thế luôn. Đường hôi đi hay nhỉ? Em phải đi như vậy. Bắt đi cơm. Bắt bờ nhìn mày xả ra thấy không? Không mấy bài đèo đủ thôi. Đủ không? Ok, bây giờ mình sẽ đi lại cái đường hồ nha. Đường hồ người ta lúc nãy vòng co thì bây giờ mình cắt. Đấu từ đây luôn. Đấu từ đây cái đưa qua cái để coi vô máy luôn cho nó tiền cho nó có chọc chọc lên trời như lúc này khó coi quá. Anh em thì một thờ thì một người một ý thì một kiểu làm khác nhau nhưng mà mình làm theo kiểu nào mà gọn gàng nhất có thể thôi. Hai sợi dây này thì dây nguồn với dây phao mình đấu cho người ta phao điền luôn. Gọn gàng, đẹp đẽ. Vậy bây giờ thì ghét. Đâu, mấy bài đâu. Đây này. Có đó, có đâu đưa măng sống hay bài này. Cái này có măng sống. Nổ cái bài có đấy, tìm có thứ không có cái kho thôi. Hơi tốt, trời hơi tốt. Bây giờ là 17 giờ 47 phút. Cố làm xong để cho người ta có nước sạch. Điền đây thôi, nhưng mà ấy là lấy cái bàn ấp lưng đặng rồi để tập tôi bắt chứ. Đấy, để quất đi. Đây, văn đây. Để mở cái đó. Ờ, từ mi vô rồi gọi điện thoại. Em có điện thoại theo đi. Có á. Sắp đây các bạn. Đây, chỗ gắn vào lực thôi. Đường ra xuống là mình gắn vào đây.
cho nó quay để điều chỉnh áp lại nhé. Điều chỉnh áp này thì nó phụ thuộc vào cái giếng sâu với cạn mình mới để nhé. Giếng sâu thì mình phải chỉnh, còn nó xuống vào giếng cạn thì mình mở ra dài như vậy nhé. Bắt ra rồi, pháo hư, pháo đây rồi, sao đợi xuống mình nó lên vô nó giật cái pháo đó. Mở đấy đi em. Mở đúng không? Ừ. Đang chạy. Quay em. Thôi nửa ra. Đấy, lúc nào anh em nhá. Để em đi, có thằng này có nhá. Ừ. Để ra nha anh em. Đi ra đi em ơi, ra đây đi, tí nó kéo pháo cho khỏe. Nó đang em mày quá đó bên này. Tí nó tự dịch, tự tư thôi. Rồi chờ. Rồi, đó, vậy đó là vô rồi. Cái bầy á, bắn vào vì vụ á, tại vì nó ra như vậy thôi, tại vì ở đây là cái giếng chỗ hồi đấy, nó phải hồi về giếng lại nữa chứ không phải nó bơm hút thẳng lên như những cái giếng mà mọi người hay tìm hiểu đâu, mọi hiểu không? Nó hút lên xong nó hồi về này, cái đường hồi về của nó ở đây này, đó. Quá chi là mạnh luôn. À bên cái